đi bứng khới nha anh em, tới chua chua lè chua lét khủng, đi lụm lặt đó. Mềm bóng chứ quên quánh đâu tivi á đó. Quanh 80 về nha anh em, rồi tới nhà rồi nha anh em, cho nó làm con lạc đà đi.
mưa quá mưa, nghĩ về lao nha anh em. Đồ nghề chuẩn bị sẵn hết mà mưa kiểu này toan. Mưa chơi tiếp nha anh em. Này đẹp nè, trồng nhớ lên mốt lấy đọt ghép giờ này cắt luôn đó. Hả? Cắt ghép luôn rồi, ghép được nhiều ghép lấy gốc trồng. Ghép cái non dưới này sao ghép? Ghép được hết chắc chưa? Được, tại vì người ta ghép thường ta lấy cái đọt non này cứng nè. Sao okay. Cặn gâu mười cát cũng gì hết bao đó chứ nhiêu đâu mà. Rồi nó ủ lên đấy chứ cát làm gì. Không, từ từ dẫn sẽ rồi bỏ gốc nó vô đây. Đi đâu mà cát hao đồ thôi. Làm gì chuyện chơi mà. Chuyện chơi mà sợ. Để cho nó có xây ra ngoài có kiểu cỏ đàng hoàng. Kiểu thấy ra ngoài luôn đây. Thế luôn đi. Bữa đợt mà vô lô trong nhà cái ông gì ở trong kia cái lô cả hai mẫu có cây cái chua á. Bán luôn đó chứ. Bán. Cái lô mà đi với người với cái thằng nào đó. Lô nhà ông ngoài kia sa cát á. Ông gì mà chạy đi gì đó. 4 tỷ 2 gì đó. Nhiều xây dựng luôn. Đặt cát. Đây có cát nữa. Cát. Quá quá cực nhập. Chơi cây khế tốn hết 50 ngàn luôn trời. Quá quá đắt.